Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Mira Jane Strauss trong phim Hội Pháp Sư cho các bạn xem nha. Một số thông tin về Mira Jane, nếu bạn chưa biết thì Mira Jane xuất hiện như là một người mẫu ảnh trên các bìa tạp chí quảng cáo về Hiệp hội Phép thuật. Cô là chị gái Edmund và Lisanne và là một bồi bàn làm việc ở quán bar của hội Fairy Tale. Cô đóng vai trò giống một người mẹ và vì thế nên cô hiếm khi tỏ ra buồn phiền, bởi cô luôn được tất cả các thành viên của Fairy Tale yêu mến. Mira Jane đã từng là một ma đạo sĩ cấp S nhờ có một ma thuật đặc biệt gọi là Takeover. Một loại ma thuật chuyên sử dụng cái nhìn sắc lạnh đáng sợ để áp chế tinh thần đối thủ. Sau cái chết của em gái mình, Lisanne, Mira Jane mất phần lớn khả năng sử dụng phép thuật và ý chí chiến đấu, mặc dù Takeover của cô vẫn còn. Mãi cho đến khi Lasers bắt đầu cuộc nội chiến với Fairy Tail Edmund, một người mà Mira Jane coi như em trai, đã lấy lại những khả năng cho cô khi Fry bắt đầu công kích và Edmund là người em còn lại. Ok, và đó là một số thông tin về nữ quỷ Mira Jane trong Fairy Tail mà mình đem đến cho các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights,
Tô chút xíu cây mắt cho Mirazen nữa là hoàn tất rồi nhé các bạn. Và cuối cùng như mọi khi, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Ok, đợi mình ký cái tên vào, sau đó cùng nhau chiêm ngưỡng thành quả nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.